đây, ngày lý chủ nhật là ba con thầy Phan Minh và đi đây, thì đấy là một villa đầy các mùa xuân Halloween bóng phơi tít. Phan Minh, Phan Minh look like you're a real police, huh? Are you a real police? Yeah. Oh boy, look nice. I got costume. I thought you cut costume. Are you real police? Real, yeah. Okay. Yeah, okay. She's real. Okay. Top five in the world, baby. Real. Right now, follow me. Excuse me.